Từ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trên trọng kính chào quý khán giả hôm nay là thứ ba 30 tháng Giêng năm 2024. Kính mời quý vị theo dõi một câu chuyện trong ngày với chủ đề Đại diện thường trú đầu tiên của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam đã hiểu đường lối người Cộng sản. Thưa quý vị, đó là bài viết của nhà báo Mỹ Hằng, ở ban bình ngữ đài BBC London. Bài viết của Mỹ Hằng như sau. Ngày 31 tháng riêng này, tức là ngày mai thôi, Tổng giám mục uh, Marek Zalewski, uh, đại diện thường trú đầu tiên của tòa thánh Vatican tại Việt Nam kể từ sau năm 1975, sẽ có mặt tại Hà Nội để đảm nhiệm uh, nhiệm vụ. Tin của BBC cho biết là Tổng giám mục Marek Zalewski sẽ tạm trú tại khách sạn Pen Pacific tại Hà Nội, trong khi chờ nhà cầm quyền Việt Nam quyết định nơi mà tòa thánh sẽ chính thức đặt văn phòng đại diện. Trong khi đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt giữa hai chính phủ Việt Nam và Vatican thì vai trò của ông Merrick Malewski được cho là khá thách thức trong bối cảnh nhà nước Hà Nội liên tiếp bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt của Mỹ về tự do tôn giáo. Dù không thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao, ông Merrick Malewski được kỳ vọng là sẽ là sợi dây kết nối các hội thánh địa phương tại Việt Nam với Giáo hoàng Francis Ông cũng được kỳ vọng là sẽ lên tiếng mạnh mẽ vì quyền lợi của giáo dân đang bị bức hại tại Việt Nam. Thưa quý vị, trước cái tin này thì các vị chủ chăn công giáo tại Việt Nam nghĩ gì? À, bản tin của đài BBC London Ban Việt Ngữ cho biết là Linh Mục uh, Du Xe Đào Nguyên Vũ, tránh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, nói với BBC rằng đây là một thành công trong quan hệ đối ngoại, cho thấy cái nhìn của nhà nước Hà Nội đối với tôn giáo đã tích cực hơn trong khi đó linh mục trương hoàng vũ thuộc dòng chú cứu thế sài gòn nói với bbc rằng thiên trí của nhà nước hà nội tới đâu thì còn cần thể hiện ở việc họ có trả lại những gì mà họ lấy của người công giáo hay không linh mục trương hoàng vũ dùng chữ là họ đã mượn của người công giáo nhà báo mỹ hằng của bbc đã viết cái chữ mượn này trong ngoặc kép nhưng mà chúng ta hiểu rằng mượn đây tức là lấy của người công giáo Nhà báo Mỹ Hằng của BBC trích lời Linh Mục Trương Hoàng Vũ nói rằng của Caesar trả lại cho Caesar. Theo Linh Mục Trương Hoàng Vũ, nếu Việt Nam có thiện chí thì cần ngay lập tức trả lại Tòa Khâm Sứ Hà Nội cho giáo hội để làm nơi ở cho Đức Tổng giám mục Marek Zalewski. Cũng cần nhắc lại là vụ Tòa Khâm Sứ ở số 42 nhà chung Hà Nội, hiện nay là Thư viện Quận Hoàn Kiếm, đó là chủ đề nóng nhiều năm giữa nhà cầm quyền và giáo dân Việt Nam. Có một thời sự việc này trở nên rất căng thẳng. Thí dụ như năm 2008, hàng ngàn giáo dân cầu nguyện trước cổng tòa Khâm sứ để đòi nhà cầm quyền trả lại tòa nhà. Linh mục Trung Hoàng Vũ nói với ban Việt ngữ BBC rằng từ năm 2008, nếu Đức Tổng giám mục uh, Chu Xe Ngô Quang Kiệt không lên tiếng đòi lại, thì tòa Khâm sứ có còn hay không? thời điểm ấy, Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt lên tiếng vì nơi thánh, thánh linh thiêng này đã bị nhà nước biến thành nơi ăn chơi buôn bán, biến thành vũ trường, quán bar, nhà hàng và có dự định chia lô nền để bán. Linh Mục Trương Hoàng Vũ nhấn mạnh rằng Tòa Khâm Sứ là một chứng tích lịch sử cho thấy đã có một vị đại diện của Tòa Thánh từng ở trong căn nhà đó. Vì đại diện ấy đã bị trục xuất ra khỏi Hà Nội, và khi vào Sài Gòn thì bị trục xuất thêm một lần nữa. Từ gan giả, linh mục Trương Hoàng Vũ muốn ám chỉ Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt khi nói rằng một vị đại diện của tòa thánh từng ở trong căn nhà đó, vị đại diện ấy đã bị trục xuất ra khỏi Hà Nội và khi vào Sài Gòn thì bị trục xuất một lần nữa. Cần nói thêm là trong thời gian làm tổng giám mục ở Hà Nội, Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã cố gắng bảo vệ các tài sản của giáo hội Công giáo và lên tiếng thẳng thắn với nhà cầm quyền về các quyền tự do tôn giáo. Năm 2008, Đức Tổng Giám Mục của Quang Kiệt nói rằng, chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, vì đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ. Nhưng chúng tôi vẫn lúc nào cũng mong muốn đất nước mình mạnh lên. Trở lại bài viết của Ban Việt ngữ này BBC London, vẫn theo lời Linh Mục Trương Hoàng Vũ, rất nhiều các cơ sở tôn giáo khác như các trường học công giáo chẳng hạn sau năm 1975 đã bị nhà cầm quyền Việt Nam mượn đó là chữ của linh mục Trương Hoàng Vũ mượn và tới giờ không trả lại. Còn rất nhiều ví dụ khác cho thấy tài sản của giáo hội đã bị nhà nước mượn, nói cách khác là chiếm đoạt. Thí dụ, tu viện dòng chú cứu thế Thái Hà được nhà nước Việt Nam mượn và dùng làm bệnh viện Đống Đa Hà Nội cho tới nay tu viện dòng chúa cứu thế Đà Lạt xây dựng năm 1949 trên đồi thông, trước là học viện đào tạo linh mục, được nhà nước Việt Nam mượn làm viện sinh học Tây Nguyên cho tới nay. Tu viện Thủ Đức, một cơ sở đào tạo của dòng chúa cứu thế, đã trở thành bệnh viện đa khoa Thủ Đức ngày nay. Các tài liệu của Công giáo Việt Nam còn ghi lại sự kiện đầu năm 1978, khi nhà cầm quyền Hà Nội cho công an đến cưỡng chế trục xuất các linh mục và tu sĩ đang sinh sống học tập tại đây. Linh mục Trương Hoàng Vũ nói với BBC London rằng nếu nhà nước có thiện chí thì bây giờ là thời điểm tốt nhất để họ trả lại những công trình này cho xã hội. Sao cứ mượn hoài vậy? Chúng tôi sẽ nhắc lại cái chữ mượn này hiểu tôi nghĩa là chiếm đoạt. Chứng tích các tu viện vẫn còn đó. Chẳng hạn tu viện ở Đà Lạt vẫn còn một cây thánh giá nằm ở bên trên với hàng giữ, uh, chữ tiếng Latin là ơn cứu chuộc nơi người chan chứa cùng huy hiệu nhà dòng nằm ngay ở mặt tiền nhà dòng. Sao không để giáo hội có quyền công tác với chính quyền trong việc giáo dục hay những việc công ích chung của xã hội như mở trường và bệnh viện như trước năm 1975? Những việc đó, nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay chưa mở ra với giáo hội công dạo. Linh Mục Trương Hoàng Vũ nói với BBC rằng, của Caesar thì hãy trả lại cho Caesar. Thưa quý vị, ở linh mục Trương Hoàng Vũ nêu câu hỏi rằng: Cộng đồng dân Chúa ở Việt Nam sẽ được hưởng lợi như thế nào từ việc có một đại diện thường trú của tòa thánh khi còn phải chờ xem. Nhưng chắc chắn, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski sẽ nắm vững tình hình đời sống của tín hữu ở Việt Nam hơn so với trước đây. Bên cạnh đó, linh mục Vũ nhận định rằng Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski sẽ hiểu các vấn đề của Việt Nam vì ngày sinh trường và lớn lên tại Ba Lan. Một nước cộng sản cũ từng chịu áp lực áp bức dưới chế độ cộng sản nên ngài sẽ hiểu đường lối của người cộng sản là như thế nào. Linh mục Trương Hoàng Vũ, người đã từng bị công an Việt Nam cấm xuất cảnh từ năm 2019 khi đang chuẩn bị sang Mỹ gây quý cho các thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa. Linh mục Trương Hoàng Vũ nói rằng vẫn còn một số nơi miền núi người dân tộc thiểu số bị cấm cản xây dựng nhà thờ, nhà nguyện. Và Linh Mục cho biết, nhà nước vẫn nhúng tay vào việc của nhà chúa, chẳng hạn trong việc bổ nhiệm Linh Mục tránh xứ. Cha giám tỉnh phải hỏi ý kiến nhà nước để danh sách về danh sách đưa lên. Nếu nhà nước không chấp nhận vị này, thì buộc lòng cha tránh xứ tỉnh phải bổ nhiệm một người khác. Đôi khi hai bên giới thiệu cứng cử viên vài lần mà chưa chọn được ai cả. Theo linh mục Vũ thì giờ đây có một vị đại diện thì ý kiến của vị đại diện có thể giúp cho việc lựa chọn một giám mục tránh tòa. Đây là một khởi sắc cho tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Trước đó, sau chuyến thăm Vatican của chủ tịch nhà nước cộng sản Việt Nam võ Văn thưởng vào ngày 23 tháng 12 năm 2023, Đức giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm tổng giám mục Marek Zalewski làm đại diện thường trú của tòa thánh tại Việt Nam chưa có vị giáo hoàng nào từng thăm chính thức Việt Nam, nơi có 7% dân số là người công giáo. Tin của hãng thông tấn Reuters cho biết hồi đầu năm nay, tức là năm 2024, Ngoại trưởng của Tòa Thánh Vatican là Tổng giám mục Paul Gallagher nói rằng Đức Giáo Hoàng Francis muốn thăm Hà Nội nhân dịp hai bên nâng cấp quan hệ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Đức Giáo Hoàng Francis tiếp đoàn chính khách của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Tòa Thánh Vatican. Tổng giám mục Paul Gallagher còn nói thêm rằng cuộc họp nói trên thể hiện một sự đổi mới hoàn toàn trong thái độ của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế và đối với xã hội. Và Ngài hy vọng là sẽ khuyến khích Đảng Cộng sản Việt Nam cải thiện vấn đề tự do tôn giáo mà họ đề cập trong hiến pháp và hy vọng họ sẽ thực hiện điều đó. Nhưng nhấn mạnh rằng rõ ràng việc này vẫn chưa xong. Cần phải nhắc lại là nhà nước Cộng sản Việt Nam cắt quan hệ với Tòa Thánh Vatican sau khi họ chiếm miền Nam vào ngày 30 tháng 4, 1975. Tên của hãng thông tấn Reuters nói rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lúc đó, tức là 1975, coi giáo hội Công giáo Việt Nam có lịch sử quá thân thiết với Pháp, cường quốc thực dân cũ. Thưa quý vị, đó là bài viết của nhà báo Mỹ Hằng, à, Ban Việt ngữ đài BBC London về việc Tòa Thánh cử một đại diện thường trú tại Hà Nội. Uh, Tổng giám mục uh, Paul Gallagher nói rằng cuộc họp với các chính khách của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Tòa thánh Vatican thể hiện một sự đổi mới hoàn toàn trong thái độ của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế và đối với giáo hội công giáo. Và Đức Tổng giám mục Paul Gallagher hy vọng là sẽ khuyến khích Đảng Cộng sản Việt Nam cải thiện vấn đề tự do tôn giáo mà họ đề cập trong Hiến pháp và hy vọng họ sẽ thực hiện điều đó cho phép cá nhân tôi được nhắc Tổng giám mục Paul Gallagher rằng đầu năm vừa qua, tức là 2024, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố 75 năm nữa sẽ cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Tin của báo The Newsweek cho biết nhà cầm quyền Hà Nội đã tự cho mình 76 năm, xin lỗi quý vị, 75 năm để thực hiện cải cách nhân quyền. Trong số các cam kết của Hà Nội gửi cho Liên Hiệp Quốc có việc tăng cường nhà nước pháp quyền, các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội, dân sự và chính trị, phát triển bền vững, giảm nghèo và giảm bất bình đẳng. Trước cái tin này, thì Phó Giám, Phó Giám đốc uh, châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch là ông Phil Robertson nói với báo Newsweek rằng bằng vào việc cam kết thực hiện các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế, bắt đầu từ thế kỷ sắp tới tức là thế kỷ 22. Nhà nước Cộng sản Việt Nam đang thể hiện sự coi thường đối với cả Liên hiệp quốc và cả Hội đồng nhân quyền. Một định chế mà nhà nước Việt Nam không thể giải thích được là tại sao họ có một ghế trong định chế này. Cần nhắc lại. Việt Nam được bầu vào Hội đồng nhân quyền với nhiệm kỳ 2 năm từ 2014 cho tới 2016 và một lần nữa từ 2023 cho tới năm 2025 ông Phil Robertson nói với báo Newsweek rằng bỏ sang một bên đất nước Miến Điện hiện nay đang bị chiến tranh tàn phá thì chế độ cầm quyền tại Việt Nam có thành tích nhân quyền tồi tệ nhất ở khu vực Đông Nam Á. Với việc bắt giam và xử án nặng nề các tù nhân chính trị, đàn áp quy mô đối với các tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường và các tổ chức phi chính phủ, áp dụng rộng rãi hình phạt án tử hình và các đạo luật phản nhân quyền phản quyền dân sự và quyền chính trị. Ông Phil Robertson còn nhấn mạnh rằng sự tham gia không cân nhắc của cộng đồng toàn cầu với nhà cầm quyền Hà Nội đã khuyến khích chế độ cầm quyền tại Việt Nam biểu lộ thái độ kiêu ngạo trắng trợn cho nên mới đưa ra cam kết là sẽ cải thiện nhân quyền vào năm 2099, có nghĩa là 70 năm nữa. Chào tạm biệt quý khán giả xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai nhà sách từ lực hân hạnh giới thiệu tác phẩm của linh mục Michael Nguyễn Quang tác phẩm có tên là 12 suy tư thần học kinh thánh và truyền giáo thưa quý khán giả theo như lời giới thiệu của một linh mục tên là Trần Quốc Anh tại học viện dòng tên thánh Giuse Thủ Đức Việt Nam thì chắc nhiều độc giả đã quen thuộc với các tác phẩm văn chương của linh mục nhà văn Nguyễn Trung Tây. Thí dụ như cuốn Ông Giáo Bán Mắm hay tạp chí Chữ Nghĩa Tu Sĩ Bình Bát. Lần này thì độc giả sẽ có một tuyển tập 12 bài viết về kinh thánh và thần học truyền giáo của linh mục giáo sư Michael Nguyễn Quang. Xin thưa rất rõ, linh mục nhà văn Nguyễn Trung Tây và linh mục giáo sư Michael Nguyễn Quang là một người tức là một người mà có hai bút danh khác nhau. Trong tập sách này tuyển tập những bài chú giải kinh thánh và những bài suy tư thần học giúp chúng ta khám phá thêm về hành trình tri thức của tác giả. Một số những bài viết này là phiên bản Việt ngữ của các bài nghiên cứu bằng tiếng Anh mà tác giả Michael Nguyễn Quang, tức là nhà văn Nguyễn Trung Tây đã đăng trên các tạp chí hoặc diễn đàn chuyên môn. Một số bài khác thì là những bài viết cho độc giả từ Việt Nam Nhấn mạnh đến đọc và hiểu kinh thánh Trong cung cách người Việt Hân hạnh giới thiệu 12 suy tư thần học Kinh thánh và truyền giáo Của Linh Mục Michael Nguyễn Quang Hiện đang được bán Tại nhà sách tự lực Địa chỉ là 14318 Broker Street, thành phố Garden Road California 92843 Số điện thoại là 714-676-8310 và trên web là www.tựlực.com